Quý vị thân mến, hiện tại tối hôm nay Phú Tha đang có mặt tại Bến Bình Đông thuộc quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh quý vị ơi. Tối hôm nay là tối 30, chỉ còn đúng khoảng 2 giờ đồng hồ nữa thôi quý vị thì sẽ đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây là còn một chủ vườn này bán tắc quý vị ơi. Đây là duy nhất rồi. 2 cây 100, 3 cây 100. Lấy 3 lấy 2. Đây hai giá luôn á. Lấy 1 thôi chứ. À lấy 1. Lấy 1 30 nhá. Không. Lấy 3 cây làm 2 cây à? 3 cây cũng 100. Là 1 là 1 cây, 2 là 3 cây. Lấy 3 cây luôn. 2 cây. Số lượng 3 cây. 3 cây đi chú. 3 cây à? Tới nay cây có 30.000, 33.000. Không mua bán sợ lỗi này, sang năm là làm ăn rồi. Đúng rồi. Cái này không đặt chứ. Mua bán sợ này, lỗi này sang năm là ngon lắm. 2 cây, 3 cây. À, thế là muốn đùi 1 cây nhá. Có đau không? Rồi, cảm ơn. Ăn Tết vui vẻ nhá. Cảm ơn. Đi vì mình xem thử coi chỗ nào còn bán không. Năm nay bán được không anh? Có. Từ trưa giờ 700-800 cây rồi. À 700-800 cây hả? Dạ. Thế sao con có nhiêu đây nữa? Dạ, nhưng mà nhà mình là ở gần đây hay sao mà giờ mình chưa về á? Ở đâu? Bến Tre. Bến Tre hả? Bến Tre. À Bến Tre đó hả? Đúng rồi. Như vậy thì anh làm sao mà về kịp đón giao thừa? Thì cũng xong đấy rồi, nghề làm cây mà đâu có giao thừa thì... Cố gắng bán cho hết luôn hả anh ha? Rồi, cố gắng bán hết, bán tới giao thừa hết. Dạ. Nếu không hết thì dạ. Nhưng mà nghe anh nói bán được mấy trăm cây là cũng ngon á, cũng được. Là năm nay là nó ảnh hưởng từ Covid. Dạ. Đấy, cho nên là dân là không dám đưa lên. Dạ. Nhưng bây giờ nó đâu có cây. Dạ. Chứ còn nói là giống như mọi năm rồi, như này là đâu có. Dạ. Nghĩa là do những cái hàng khác không đưa lên nên mình đưa thì mình bán được. Dạ, dạ. Chứ mọi năm những cây này có ai đưa. Dạ. Rồi mình thuê cái chỗ ở đây có tốn tiền gì không anh? Tốn chứ. Tốn anh, bao nhiêu anh? Một chỗ là cũng phải mấy chục đấy. Mấy chục triệu hả? Ừ. Gì dữ hả? Đâu dễ. Dễ hả? Làm ăn cực lắm đi luôn. Dạ. Hết xui có 5 lỗ 5 lời. Dạ. Nhưng mà mấy chục triệu thì lấy lời đâu ra mà đóng anh? Đấy. Em nghĩ là vài triệu thôi chứ 5-3 triệu thì có chứ vài chục triệu chứ. Những cái chỗ mà đắc địa của nó 15 triệu. 15 triệu hả? Những cái vị trí đẹp á hả? Dạ. Ủa mình bên báo à? Dạ em đi quay cập nhật cho bà con xem mà. Dạ. Tại vì cũng còn làm youtuber hả? Dạ 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 đúng rồi. Chính làm cái bọn chú ngon. Dạ. Cứ đưa những cái chương độc lạ lên là dạ, dạ. Vậy thôi cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh ăn Tết vui vẻ nha. Dạ, dạ, cảm ơn anh nhiều. Nhà gần đấy hả? Dạ, dạ, nhà em gần đây. Cảm ơn anh. Chắc chỉ còn một mình chỗ anh bán quá. Ở trên đây không có. Dạ. Dạ, ở trên đây rồi. Đây quý vị là cái cổng này. Chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền quý vị. Ô, pháo hoa kìa, ô, đẹp quá. Ồ, có một cái thôi hả? Có một cái thôi quý vị ạ. Bắn có một cái à. Đây là con đường mà hôm bữa sáng 28 quý vị chúng ta có đi dạo một vòng ở đây nè cho quý vị xem đó. Bây giờ là tối 30 rồi. Không biết là có quý vị nào đã gọi về hỏi thăm gia đình gì chưa? Hôm nay thì sau khi mà Phú Tha cúng mời ông bà xong xuôi ấy, thì gọi về hỏi thăm gia đình quý vị. Tối nay tắm rửa xong xuôi rồi đi lại dạo một vòng cho quý vị xem. Tại vì hôm nay Phú Tha không có video để gửi đến toàn thể quý vị. Ở đây còn một chỗ bán mai nữa nè quý vị. Hồi nãy là tắt mà quý vị thấy là 3 chậu mà có 100.000 thôi. Đây là mai. Đó, khách đang chờ mua cũng rất là đông nè. Tại vì theo như tâm lý của khách hàng á, thì càng đi mua mà về càng cái thời gian mà cuối quý vị thì mong là mua được những cây trả giá và mua được những cái cây rẻ tiền đó quý vị, những cây ít tiền á. Còn người đi buôn quý vị với lại chú vườn á, tiểu thương á, thì thông thường thì nhiều năm thì cô ta xem ở trên mạng á, thì thấy nhiều nơi người ta cắt bỏ chứ người ta không có bán rẻ. Tại vì nếu mà người ta bán rẻ á, thì phá giá cũng như là tạo cái thói quen cho cái người dân đó quý vị. Người dân cứ trông chờ vào trưa 30 hoặc là tối 30 đi mua cho rẻ tiền á, thì người ta thà cắt bỏ. Thì cái vấn đề này cũng xảy ra rất là nhiều quý vị, và gây rất là nhiều cái tranh cãi, nhiều cái ý kiến trái chiều nhau. Nhưng mà trong năm nay, đặc biệt là trong năm nay thì Phú Tha không thấy. Từ trưa tới giờ thì Phú Tha lướt Facebook, lướt YouTube thì không thấy cái cảnh mà đập mai hay cắt bỏ mai nhiều quý vị, giống như mọi năm. Đây thì còn khoảng là 20 cây mai nữa nè. Cái này bao nhiêu chậu vậy anh? Dạ? 100.000 hả? Bình thường thì những cái chậu này là chắc cũng phải rơi vào giá là 200 tới 250 quý vị. Nhưng mà bây giờ đã tới cái thời khắc rồi, chỉ còn khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa thôi, hơn 2 tiếng đồng hồ nữa thôi thì sẽ đến khoảng khách giao thừa rồi. Nên bây giờ chậu này chỉ còn 100.000 quý vị. Quý vị nhìn thấy có rõ không? Tại vì người ta quay cái này không biết có nhìn có rõ không. Bên đây có cái cây, cái gốc bự đẹp này quý vị. Cốc này 400 ha. Dạ anh muốn đi. Dạ. Nhưng mà bình thường là bán bao nhiêu anh? Nếu mà 700 hả? Bây giờ còn 400. Tại về để chơi Tết nhất rồi. Dạ. Chứ cái này về bắt buộc tôi phải đi mua gốc. Rồi tôi cưa tôi đứng mà 10 cây sắp được bao nhiêu cây. Cái cũng hao hụt. Mà cái cây này nếu muốn làm cái cây bonsai xài này là nó ok bự. Cái này ngày mai nó có cái này sang năm luôn không hay là luôn lại. Cái này là kiểu nuôi hoài. Không đủ nha. Không đủ đây. Nó bất liền. Cái hàng này nó xong cũng bỏ xuống ghe chở về nuôi tiếp chứ không có làm. Tại vì cái đầu lớn thì em phải nguyên mua rồi. Còn cái đầu nhỏ ở đấy nó bớt như bớt hình định được. Chứ còn mấy cái đầu lớn này là không nuôi được. Anh nhìn tôi là tôi sản xuất tôi làm rồi. Chứ không muốn đi bán lại. Nghe nhà vườn rồi. Có khi nhà anh cái mơn tôi cho mời nhà tôi. Không, tôi chỉ anh. Anh mua xong anh chân chơi này qua Tết thăm 17 Hà Niêu anh bưng ra. Anh cắt cái này bỏ bớt đi. Anh lại chỗ bán hoa kiển á. Chỗ ta bán hoa kiển á. Anh mua cái cây ở trong là nhiêu? Cũng giá rồi. Là cái nào 400. Dạ 400. Anh mua cái loại cái hũ thuốc mà cũng dễ, rút ra dễ. Thì anh ba nó còn cái hũ đó khoảng 30.000. Ở dưới tôi 20. Ở đây 30 chứ lắm à. Rồi anh quậy vô cái công thức người ta chỉ con nước là bao nhiêu gram mình quậy vô tưới từ gốc. Tưới một lần để tưới một lần thì anh tưới cây này bắt cái chuyện là được hết, nó phát triển bao rễ ra nó mới đâm tụ nữa. Còn nếu anh không có thuốc kích thích rễ 10 cây chết hết 8 cây chết hết. Lý do đó là mình không có thuốc kích rễ. Dạ. Dạ cái này là đầu nhà là bán cho cô. Em nói gì em thích thì lấy chứ em nói nghĩa là chú nói là sau khi mà về mà chơi Tết xong quý vị thì ra mua thuốc để bơm xịt cho nó, chứ nếu mà mình không bơm thuốc đó, thì nó sẽ chết quý vị. Bây giờ tôi về cứ tưới nước đi, ăn tôi chân luôn, tưới cho tông luôn, tưới nhiều hơn. Lấy mút ca như trời mưa vậy đó, còn tưới lại đi, đặng cho những cái bông này nó lên luôn. Tưới cho cái bông xuống, nhưng mà tưới nhiều tưới ít. Không, nhiều ít không quan trọng. Một lần tưới 1 ca. Bây giờ chỉ cô này về mua về tưới liền. Tưới liền sắp ơi bông bọt quá là có bông hết. Nó đậu lộ hết luôn rồi. Các vườn cũng vậy là nó rụng rừng bông. Cái da mà quên. Mắc cái cây này rồi cái tiền bỏ một cớp. cô gạch này không? Nhưng mà còn đây ngay cái... Cô đi về đi, chú đi về đi. Chở chú con người ra, để chú cô. Hay là có ai không? Chở theo, chở tiền luôn. Còn đây nè, phương chung cư đây nè, qua kênh xuống cầu là tới. Kìa, ê Quyên, mày phải Quyên, đi với cô đó con. Xuống cầu là tới. Đi với cô, lấy ra đi, chú. Bưng với cô đi. Chú bán nhiều quá mà hình như chú bị khang giọng rồi quý vị. Chở đây ra cô lấy tiền. Hỏi cô kìa. Cô ở đâu kìa cô ơi? Chung cư ngay cầu chờ và coi cái cầu Nghĩa Thiên Đường, con rẽ phải xuống gặp cái khu chung cư ở dắt ở dưới lên hả? Ở dưới chắc không biết đường. Chạy về đi, con chờ cái cây nhiều lắm á. Đây là gõ bịch đồ anh ấy, gõ nó làm tin. Tại vì em chạy 15 phút vào cái cầu Nghĩa Thiên Đường. Thôi bây giờ gì nè, khỏi cần thông tin. Ra giữa này nếu cô có hợp đồng thì... Không có, bây giờ nó nghe nè, khỏi chị dàn cộng 200.000 thôi rồi chị chạy đi rồi. Tiền bỏ trong cốp rồi. Bỏ cốp xe rồi, bây giờ chị cứ... Cái tiền cô bỏ cốp xe, bỏ để cái chỗ lại. Bây giờ nó nghe khỏi dàn đồ luôn. Gửi bịch đồ làm tin. Vài trăm ngàn không thành vấn đề đâu chị. Cái này đẹp nhất. Cái này đẹp nhất. Bóng chùm này 12 cánh. Không có đó, nói thật, không có sợ gì đâu. Mình là ở đâu lên đây bán? Bến Tre hả? Dạ. Nay thì mình đón Tết như vậy thì có về kịp về đón Tết không chú? Dạ không. Anh à, qua bây giờ có ai xe ôm không? Xe ôm à. Họ kêu xe ôm chở mình cho ông, xe ôm không trả tiền. Đâu, đâu biết. Đâu có về nhà mình đi. Nhưng mà cái góc này có chăm sóc cái gì không anh? Nó bốn con gì? Em mỗi lần túi nước thì cũng chừng 7.000 yêu xong rồi tôi có đem ra. Tôi lại mua thuốc kích thích cũng dễ của túi vô đây. Cái gì anh? Thuốc kích thích. Để chăm sóc. Chú bán nhiều quá giọng chú khang quá. Mấy ngày Tết á. Lúc đó mà mới bắt đầu cho. Dạ. Quậy những túi vô, không thích thì nó có đại. Thì 10 cây sắp hết rồi. Còn nếu không có thuốc rồi làm. Bây giờ trong 7 ngày Tết này á thì mình khỏi túi nước lạnh cho xong. Nhưng mà phải túi từ trên. Dạ, tặng cho ngày mơi nở hết luôn. Còn mà ban tối á thì nếu mà để phòng ban đêm phải để cho. Nhưng mà cô không có để cho quạt máy nha. Dạ. Cô không có để cho quạt máy làm nó lụn lụ nha. Nhưng mà ban đêm em phải bỏ ra ngoài trời nha. Không, cô chưng luôn trong nhà luôn. Chưng trong nhà thoải mái luôn, tới hàng yêu luôn mà. Không còn bỏ ra ngoài trời. Không, tôi chưng mình để chưng rồi cô chưng ra ngoài trời nhưng không. Thoải mái đi khoảng qua Tết. Qua Tết mới đem ra. Chứ còn bây giờ cứ chưng trong nhà. Trong nhà thoải mái luôn. Dạ, nó lạnh đi rồi. Dạ đúng rồi. Cô chở cái này cũng... Cô chở này không có được đâu. Nó gãy á. Cô ra đây chơi rồi muốn dẫn ra rồi. Cô chở gì để cho cô chạy nè. Cô chạy về nhà rồi cô chạy ra đây. Đây hình như là ga của chú là hết sạch luôn nè quý vị. Còn lác đác vài cây ở dưới kìa. Thì năm nay có vẻ thì chú bán cũng được á. Ở trên ghe, trên thuyền quý vị. Còn mấy chầu nhỏ nhỏ ở đây nữa. Đây chắc còn có 20 chầu. Đây nào ạ? Đây là những nơi bán cây. Mai hồi nãy là tắt rồi, bây giờ là mai là hai nơi bán. Chắc là cô ta nghĩ là duy nhất rồi, trên bến Bình Đông rồi. Cô ta thấy bán cũng cực khổ vì tư vấn nó phải nhiệt tình. Lại mua quá trời luôn. Bán thêm một cây nữa rồi. Trồng mấy chậu này chú thấy cái cây này nó của ông chuyển mua rồi. Cây này rồi ông trồng mấy cái chậu này chú thấy. Cây tôi được bán 400 cây con hồi tôi mua tao mua nè. Cái này gốc bự đẹp. Bự. Không đâu uống nhung với mấy cây đó mà mấy trăm ngàn cũng nhỏ là. Cái này là đâu phải là mấy trăm ngàn cũng. Mấy cái này là nụ với nụ. Nụ. Nhỏ nhỏ là cũng nụ. Nụ. Ngày bao giờ này, ngày bao giờ nè. Còn cái này nè. Nụ nè, nụ nhiều nè. Mấy cái bóp nhỏ nhỏ. Dạ đúng rồi. Nhỏ nhỏ thì tưới nó thì nó ra luôn nè. Bóp khang dòng thấy rồi chứ ha. Tôi này mình tưới mình thấy cũng hết trơn. Trên rồi vậy đổ nước chơi dưới này nó ẩm chút không? Nước ẩm còn mình thấy cũng hết trơn. Cũng trên đó vậy đó. Một nước đại gì trời mưa ngoài bơi nở. Bây giờ cô ép gì nữa mà cô mới phun. Bây giờ cô không cần ép nước nữa. Bà cũng tưới cho nó rồi. Đổ nước đại tưới đại đi rồi bắt đầu gáo mới ginh vô chân. Chứ đâu phải nhà tưới để ngoài xanh nè tưới đại xuống rồi nó rút xuống nó lọt cái lỗ nước ra nó gáo không chuyển cái khu nhà luôn chứ không phải để nhà để nước mà bây giờ không phải là xịt nữa tự động tưới luôn bỏ rồi bỏ luôn đó chứ tối cô xưa giờ con có mua mai con chân chưa à, năm lấy bà mua đi bà sẽ may mắn. Cháu bà mở ra cái cây này nó vàng vàng thật hết luôn mà đây là bông nhiều lắm vài trăm ngàn không ai gạt cô đâu này ấy, nếu hỏi chứ thật cái này tôi làm chú là cái này cái khu chung cư mà chắc mua ủng hộ chú cây cho chú về cho sớm đấy quý vị ạ. Nãy Phú Tha vừa mới lạng lên ở trên kia một vòng, còn ở trên kia 2-3 nơi bán mai nữa. Mà thấy chú ở đây cũng thật tình nè. Thôi thì hỏi xem một cây bao nhiêu rồi mình bắt mua quý vị. Và cây nào cái nụ nó đẹp. Mấy cây này không có cái nụ quý vị á. Chú, bao nhiêu? Nói cũng một thôi nha, đừng có bắt tà nha. Cái này nhiều cái chặt. Ra cột giùm con được không? Bao nhiêu cánh hả? Cái này chỉ 16 cánh. 16 cánh hả? Rồi cảm ơn chú nha, chúc chú ăn Tết vui vẻ nha. Cái này có dây cột giùm con điện trước được không? Mua ủng hộ chú cây quý vị ạ, 250. Về sau còn cái bông, 2 cái bông này là được nha. Về sau không còn cái bông nào á. Nào đang ăn Tết ở đây luôn hả chú? Về lát về. Về kịp không? Kịp hả? Ủa đây về Bến Tre đúng mà. Bến Tre là 2-3 tiếng rồi, bây giờ 10 giờ rồi. 10 giờ rồi. Về chắc 4-5 giờ sáng rồi tới à. Ôi vậy là qua giao thừa rồi. Giao thừa ở đây luôn. À giao thừa ở đây luôn. Chạy đến xe về luôn. Năm nay bán được không chú? Cũng được. Dạ, thấy hết là mừng rồi chú hả? Thấy hết sạch ghe luôn mà. Khoan để một cọng nữa trần qua đây cũng được. Chỗ đây mình thuê nhiều tiền không chú? Mấy triệu rồi. Mấy triệu hả? Thêm chạc nữa hả chú? Hả? Thêm chạc nữa hả? Trần qua đây. Dạ dạ. Chú mai này là mai thường hả? Mai gì mai mốt người ta vào chơi không biết mai gì cũng nói chứ. Mai Dạo Nhung. Nhạo Nhung hả? Dạo Nhung. Dạ dạ. Nè anh coi cái bông nó như bông hồng. 16 cánh hả? 16 cánh rồi, chứ bông hồng nữa không? Thủ Đức nó có 18-9 cánh. Dạ. Nay bán dữ quá khang dòng luôn ha. Thức khuya mệt lắm. Thức khuya mệt hả? Dạ. Anh bữa anh về thì khỏi mặn luôn là anh á. Dạ. Anh mà đi ra đây bữa hai bữa anh về khỏi mặn luôn. À dạ. Không đủ, nó không quen. Dạ. Là mệt, nói nhiều mệt đó. Không phải, với nằm ở này nè, sương gió nó này gấp 10 lần mà đi đó. À, dưới sương gió. Rồi, cảm ơn chú nha, cảm ơn chú, chúc chú ăn Tết vui vẻ. Dạ. Ơi, chắc dừng ở đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phú Tha nha. Thì bây giờ cũng sắp đến giao thừa rồi. Qua đây thì Phú Tha cũng chúc cho quý vị một năm mới an khang, giàu sang, phú quý. Cảm ơn quý vị trong một năm vừa qua đã luôn đồng hành cùng với Phú Tha. Đây có thể là cái clip cuối cùng của năm 2020. Hy vọng rằng năm 2021 Phú Tha sẽ chia sẻ cũng như là có những cái điều kiện thuận lợi tốt hơn. Và hy vọng rằng quý vị sẽ còn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ cho Phú Tha. Cảm ơn quý vị thời gian vừa qua. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào năm 2021.